Xin chào mọi người. Mời xem đoạn 52 trong Cảm ứng Thiên. Lăng nhục cô nhi, bức hại quá phụ. Đoạn thứ 53, bỏ qua pháp luật để ăn hối lộ. Trên thế gian này không ai mà khổ bằng cô nhi quả phụ. Cổ thánh tiên hiền dạy bảo chúng ta, đối với những người này phải vô cùng thông cảm, đặc biệt chăm sóc. Phước điền ở trong Phật Pháp, những người này là bi điền ở trong phước điền. Chúng ta nhìn thấy chúng sanh gặp nạn, nhất định phải nghĩ tới trước đây chúng ta cũng từng gặp phải tai nạn này. Chúng ta gặp phải cảnh khó khăn, tai nạn như vậy, trong tương lai nhất định cũng rất nhiều. Chỉ cần không thoát khỏi lục đạo luân hồi thì nhất định là không thể nào tránh khỏi rồi. Chúng ta làm sao biết được, nhìn ra được từ trong nhân quả? Liễu phàm tứ huấn các vị đọc rất thuộc. Một miếng ăn, một giọt nước, không gì không định sẵn. Ai định ra vậy? Là do nghiệp nhân chính chúng ta tạo tác, đã tạo ra sự định sẵn này. Cho nên cái này vô cùng công bằng, không phải Thượng Đế định đoạt, không phải Diêm Vương định đoạt, cũng không phải Phật Bồ Tát định đoạt, là chính mình tự tạo, tự làm tự chịu. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Gặp những người khổ nạn cũng phải rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây là nghiệp nhân mà họ trước đây nhất định đã tạo ra, do vô tri. Chúng ta ngày nay may mắn gặp được Phật Pháp, có thể được nhận sự dạy bảo của Thánh Hiền Nhân. Chúng ta phải hiểu. Sau khi hiểu rồi thì đối với những chúng sanh khổ nạn này nhất định phải giúp họ, phải cứu độ họ, phải chăm sóc họ. Làm sao có thể ức hiếp họ chứ? Làm sao có thể bức bách họ chứ? Ức hiếp bức bách những người này, vậy thì tội nghiệp còn nặng hơn gấp bội phần so với người bình thường. Quả báo không thể tưởng tượng được. Hôm qua chúng tôi đi thăm viếng đạo Cơ Đốc, tham quan tổ chức từ thiện phúc lợi xã hội mà đạo Cơ Đốc đang làm. Chúng tôi nhìn thấy viện dưỡng lão của họ. Họ chăm sóc
những người già, chăm sóc cô nhi. Công đức này rất lớn. Trong Phật Pháp nói, nếu như chấp tướng, những công việc từ thiện này là phước báo của tam giới. Nếu như rời tướng tu thiện, những hành vi của họ là vô lượng công đức. Sự khác biệt giữa công đức và phước đức, một cái là tu chấp tướng, một cái là tu rời tướng. Khác biệt là ở chỗ này, chỉ mặc sự tướng không có sai biệt, dụng tâm không như nhau. Trong công việc thì kinh nghiệm của họ rất phong phú, rất nhiều điểm đáng để chúng ta học tập. Chúng tôi đến nơi của họ tham quan một lần, chính là học một buổi học. Hôm qua giáo hoàng giáo hội của họ, vị này có địa vị cao nhất trong giáo hội, phía dưới họ có hội trưởng, có mục sư. Từng cấp một trong tổ chức của họ phân biệt rất rõ ràng. Vị giáo hoàng này nói chuyện với cư sĩ Lý rất quan trọng. Tôi hôm qua xem xét khắp nơi, không có người nào ghi chép lại. Đây là trọng tâm cuộc viếng thăm của chúng tôi, là buổi học mà chúng tôi học tập. Chúng ta có thể xem nhiều lần, nghe nhiều lần. Các bạn mới học có thể mở cho họ xem, là tài liệu vô cùng tốt. Điều này cho thấy những người học Phật chúng ta không có trí huệ, không có tâm từ bi. Đi tới đâu cũng chỉ là xem qua loa rồi thôi. Không biết là mỗi một nơi chúng ta đi tham quan đều là đang đi học, đều là đang lên lớp. Học ưu điểm của người khác, bỏ khuyết điểm của người khác, thì chúng ta mới có tiến bộ. Phật dạy chúng ta tinh tấn. Tinh tấn từ đâu mà có? Tinh tấn từ những điểm này mà có. Chúng ta ở trên Hoa Nghiêm Kinh nhìn thấy Thiện Tài Đồng Tử tham bái 53 lần. Hỏi đáp với Thiện Tri Thức, ghi chép lại đều là kinh điển. Chúng tôi ngày hôm qua đi viếng thăm hỏi đáp đều không có ai ghi chép. Hiện tại nhờ vào khoa học kỹ thuật nên không cần ghi chép nữa. Chúng ta đã quay phim lại, âm thanh cũng ghi âm lại, tình cảnh cũng quay lại. Đó là tài liệu tốt nhất. Chúng ta còn không biết sử dụng. Ở những chỗ này, chúng ta phải tiếp thu kinh nghiệm mấy mươi năm của họ. Người xưa gọi là nghe người một lúc còn hơn 10 năm đọc sách. Những tư liệu quý báu này, chúng ta còn không biết thu thập. Chúng ta còn thường xuyên phát tâm phải phổ độ chúng sanh. Lấy cái gì để phổ độ chúng sanh đây?
Chúng ta dùng nguyên lý nguyên tắc của người xưa, dùng phương pháp cách làm hiện nay, sự kết hợp như vậy là khế cơ khế lý. Những phương pháp thời xưa hiện nay không thích hợp sử dụng. Nguyên lý nguyên tắc nhất định phải tuân thủ. Khế lý, phương pháp, cách làm của người ngày nay, sử dụng chúng ta học được rồi là khế cơ. Đây chính là ở nơi này đặc biệt nhắc nhở các vị đồng tu. Không chỉ là chúng ta chính thức viếng thăm các tôn giáo khác, người biết học sẽ giống với thiện tài đồng tử, bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi đâu, bất cứ người nào, bất cứ việc gì, bất cứ vật nào cũng là giáo trình học tập, đều là nơi Bồ Tát học tập. Cơ Đốc giáo không giống như chúng ta nói là đồng tham liên hữu, họ không như vậy. Họ gọi là anh chị em, cũng giống như chúng ta gọi là đồng học, đồng tham vậy. Nói chuyện với tôi rất nhiều, tôi cũng rất thành khẩn nói với họ. Họ đã chăm sóc những người già rất tận tâm, tận lực. Chúng tôi xem rồi vô cùng cảm động, rất kính phục. Nhưng mà sự nghiệp mà tôn giáo đã làm không thể chỉ hạn chế ở việc chăm sóc đời sống tinh thần vật chất, không đủ. Sự nghiệp từ thiện thế gian làm tới như vậy thì cũng được. Chúng ta phải giúp họ thật sự được sanh lên thiên đàng. Cơ Đốc giáo là sanh thiên đàng. Các vị nếu không thể giúp những người già này sanh lên thiên đàng, vậy thì các vị đã thất trách rồi, có lỗi với Thượng Đế. Thế nên tôi nhắc nhở họ, đối với người già phải đặc biệt lưu ý cơ hội giáo dục. Chúng ta ở nơi của họ nhất định phải thuận theo họ rồi. Chúng ta không thể dạy họ niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc, điều này là không được rồi. Đây là phá hoại đạo tràng của người khác. Đạo không hủy bán đạo thì người trong nghề tán thán, nhất định không có hủy bán. Cái gì phải cầu sanh thiên đàng, phải giúp đỡ những người này đều được sanh thiên đàng. Nhất định phải tìm cơ hội giáo dục cho người già, khuyên bảo họ, dẫn dắt họ sanh khởi tính tâm, tăng trưởng tính tâm, khai thị cho người già. Thời gian phải ngắn, một câu nói thừa cũng không nên có. Thời gian tốt nhất không quá 10 phút. Trong một ngày
ít nhất phải khai thị 3 đến 5 lần. Một lần không vượt quá 10 phút. Họ nghe rồi rất hoan hỷ. Nói nhiều quá thì họ sẽ nói các vị lải nhải, tinh thần của họ cũng không đủ dùng. 5 phút đến 10 phút là lý tưởng nhất rồi. Giúp đỡ người già vận động, chúng tôi hôm qua nhìn thấy rồi. Để người già xem chương trình TV mà họ thích xem, chúng ta phải giúp họ chọn. Điều này chúng ta đều không chú ý tới. Giống như lần trước chúng tôi tới viếng thăm viện dưỡng lão của Đạo Thiên Chúa, viện trưởng của họ vô cùng khiêm tốn, đã tới hỏi tôi. Tôi liền nói với ông ấy, tôi nói đời sống vật chất chăm sóc vô cùng chu đáo, Đạo Thiên Chúa đích thực rất tốt, có tấm lòng yêu thương, đời sống tinh thần bị thiếu sót. Ông ấy nói chúng tôi cũng có, thường tìm những người trẻ tuổi, những học sinh tới đây ca hát, dẫn dắt họ, nhưng mà họ không thích nghe. Tôi nói tôi cũng không thích nghe. Người trẻ tuổi hiện tại hát hò nhảy nhót là ồn ào. Ông nhất định phải hiểu được, người già này là người thời đại nào. Nếu ông lấy những bài hát của nửa thế kỷ trước ra hát thì họ sẽ rất thích, họ sẽ hoài niệm. Không thể dùng cái mới rồi. Cái mới người già nhất định sẽ không thể tiếp nhận rồi. Cho nên nhất định phải xem họ là người của thời đại nào. Chúng ta phải cho họ những niềm vui như thế nào. Chúng ta chính mình không hiểu thì đi hỏi họ, thỉnh giáo họ. Ông bà thích nghe cái gì, thích xem cái gì, họ sẽ nói cho ông biết. Ông theo đó mà đi thu thập những tư liệu mà họ thích để giúp đỡ họ. Họ liền hoan hỷ. Ông không hiểu tâm tình của người già. Thế nên cách ông làm không những không thể giúp họ, ngược lại cái mà họ đang xem, cái mà họ đang nghe, họ còn cảm thấy thống khổ hơn. Lúc này thì ông ấy đã hiểu. Tôi nói ông đi tìm kịch Triều Châu xưa, ở chỗ họ người Triều Châu rất nhiều, cái này họ sẽ rất thích xem. Cho nên nhất định không thể lấy những thứ hiện đại của phương Tây. Những thứ này người già không tiếp nhận được rồi. Hôm qua khi tới nơi đó, tôi nói chúng tôi quên mang theo Tế Công Truyện rồi. Cái này rất được hoan nghênh. Ở chỗ chúng tôi có rất nhiều, cho nên phải quan sát một cách tỉ mỉ mà học tập. Hôm qua cư sĩ Lý cũng tiết lộ một tin tức. Chúng tôi muốn làm thôn văn hóa đa nguyên. Hôm qua người ta hỏi chúng tôi, các tôn giáo đều có mấy hoạt động phúc lợi từ thiện gì, chăm sóc người già, chăm sóc người bệnh khổ, chăm sóc cô nhi, rất nhiều. Ông ấy hỏi Phật giáo của các ông có làm hay không. Nếu như hỏi các vị phải trả lời làm sao? Cư sĩ Lý nói rất hay. Sự thật, mỗi một ngôi chùa trong Phật giáo chúng tôi đều là viện dưỡng lão. Mỗi một ngôi chùa đều là tổ chức từ thiện phúc lợi xã hội. Làm còn thù thắng hơn các vị. Người già trong chùa của chúng tôi được tự do. Đến cư sĩ Lâm mà xem, đích thực là như vậy.
mỗi ngày có rất nhiều người già đến đó. Họ trò chuyện, họ ở đó làm nghĩa công, ở đó rửa rau. Cuộc sống vô cùng vui vẻ, nấu nướng cho rất nhiều người ăn, ở trong nhà bếp làm nghĩa công, tu phước. Tổ sư cũng không ngoại lệ. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư năm đó ở Hoàng Mai 8 tháng, ở bếp giã gạo, chẻ củi, cũng làm công việc chân tay này. Các vị xem, trong truyện ký có ghi chép lại, Hàng Sơn Đại Sư, Thập Đắc Đại Sư ở chùa Quốc Thanh, núi Thiên Thai, ở trong bếp làm tạp vụ. Hòa Thượng Phong Can làm những công việc giống như Lục Tổ Huệ Năng, giã gạo, xay bột. Đến sau này người ta mới biết Hòa Thượng Phong Can là A-di-đà Phật tái lai. Đại sư Hàng Sơn Thập Đắc là Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát. Phật Bồ Tát ở trong nhà bếp tu phước cúng dường cho đại chúng. Chúng ta nhìn những việc này thì không muốn làm, Phật Bồ Tát đi làm. Cho nên chúng ta chăm sóc người già, phương pháp chăm sóc không giống với họ. Vừa nhặt rau, vừa niệm A-di-đà Phật. Niệm như vậy thì không cần lần chuỗi. Ngắt một cọng rau A-di-đà Phật, rửa một cọng rau A-di-đà Phật, các vị xem. Không giống nhau mà. Tối hôm qua, tôi lên lầu 1 của cư sĩ Lâm thì thấy tivi được lắp rồi. Trong tivi có giảng kinh, nghe kinh, niệm Phật, làm việc cùng nhau. Còn có một số đồng tu lớn tuổi mỗi ngày cùng nhau trò chuyện. So với sự nghiệp phúc lợi cho người già mà họ làm, đích thực là của chúng ta đặc sắc riêng. Chúng ta cũng hoan nghênh họ tới viếng thăm, đến xem cuộc sống của người già ở nơi chúng ta. Tối hôm qua, tôi liền nghĩ tới. Tôi nói với hội trưởng, tôi muốn làm một đĩa video, đặc biệt nói về cuộc sống của người già, cuộc sống của bạn nhỏ, vườn tâm trồng nơi của chúng ta. Sau đó tặng cho các tôn giáo khác xem. Họ bình thường không tiếp xúc với chúng ta, không biết chúng ta làm cái gì, chỉ là tưởng tượng không có căn cứ. Đại khái cho rằng là thắp nhang lễ Phật. Không có nhìn thấy bên trong của chúng ta. Chúng ta đi viếng thăm họ, chúng ta nhìn thấy họ, họ không nhìn thấy chúng ta. Giao lưu qua lại, quan sát học hỏi lẫn nhau như vậy. Đối với người neo đơn, không nơi nương tựa, chúng ta phải đặc biệt thương xót, đặc biệt chăm sóc. Không những phải chăm sóc họ, mà còn phải chỉ dạy họ. Nho giáo và Phật giáo dạy chúng ta, Nho gia đã nói ra rồi. Làm lãnh đạo, làm cha mẹ, làm thầy, đã dạy vô cùng rõ ràng. Phật có dạy hay không, Phật dạy chúng ta cũng phải như vậy. Lời Phật dạy nằm trong rất nhiều kinh luận. Lý luận thù thắng nhất, vĩ đại nhất của nhà Phật là hết thảy chúng sanh đều đồng một thể. Lý niệm này rất vĩ đại. Hết thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đều là một tâm, một tự tánh, một pháp thân.
Nếu như chúng ta không thể nhận biết từ chỗ này thì không phải chân thật học Phật. Chân thật học Phật trên Kinh Hoa Nghiêm phải có điều kiện, thậm chí nếu các vị vẫn còn vọng tưởng vị Phật này thù thắng, vị Phật kia kém một chút, vị Phật này lớn, vị Phật kia nhỏ, các vị là phàm phu, vĩnh viễn sẽ không giác ngộ. Cánh cổng giác ngộ của các vị đã bị kẹt rồi. Điều này chúng ta phải biết. Phật Pháp là Pháp bình đẳng. Thế Tôn trên Kinh Vô Lượng Thọ tán thán A-di-đà Phật là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Phải hiểu được đó là cách nói phương tiện. Chư Phật Như Lai là bình đẳng. Tại vì sao Phật lại nói lời này khích lệ chúng ta? Dựa vào A-di-đà Phật, đới nghiệp giảng sanh thì đời này mới có thể được độ thoát. Nếu như không thân cận A-di-đà Phật, không cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tu học bất kỳ pháp môn gì đều phải đoạn trừ phiền não, đoạn hoặc chứng chân. Việc này rất khó. E là trên thế gian của chúng ta không có ai có thể làm được. Đây là những lời đại từ, đại bi, khổ tâm mà bất đắc dĩ của chư Phật Như Lai. Chúng ta phải hiểu được. Cho nên giảng sanh không khó, nâng cao phẩm vị thì không dễ dàng. Các vị có nhận thức đúng đắn, biết được Phật Pháp là Pháp bình đẳng, đối với nâng cao phẩm vị liền dễ dàng mà thôi. Nếu còn phân biệt, còn đẳng cấp, phẩm vị sẽ không có cách nào nâng cao lên được rồi.